Chúng ta xem tiếp luận văn bên dưới Như lấy sức mạnh khắc chế Yếu tự nhiên bị hàng phục Ý nghĩa giống như ở trên Do đó dục pháp có ba loại Dục pháp chính là dâm dục Có ba loại Thứ nhất Khổ mà tưởng là vui Điều này không ai nghĩ đến Đây là điều khổ không phải điều vui Thứ hai Ít điều vui mà nhiều thiên tai Mang đến cho chúng ta quá nhiều tai họa Mà ta không ngờ đến Thứ ba Bất tịnh mà tưởng tịnh đây là nhiễm ô nghiêm trọng lại nói sao lại chìm đắm vui chơi trong sắc nạt sao là một câu hỏi vì sao vậy sao quý vị lại chìm đắm vui chơi trong chọc lạc mà phải chịu khổ lớn đời đời Kinh Dục Ha lại nói Nữ sắc là xiềng xích của thế gian phàm phu mê đắm Không thể tự thoát khỏi Nữ sắc là hoạn nạn của thế gian phàm phu dưỡng mắt vào đó Đến chết cũng không thoát được Nữ sắc là lụng bại Tai họa của thế gian Phàm phu gặp phải Không có ách nạn gì không giữ Đây là trong kinh điển Đức Phật dạy chúng ta Khuyên chúng ta Trong lịch sử xưa và nay trong nước cũng như nước ngoài vì dâm dục mà mang họa sát thân ta nhà mất nước không biết có bao nhiêu trường hợp cổ kim trong ngoài đều như vậy Trong giới kinh Tội giám dục ôm cột đồng cháy Đây là nói nhân quả báo ứng Hình pháp này thông thường Chúng ta nói là Rất thi thảm Thảm vô nhân đạo